Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà Thanh Xúc Nhân các bạn nhé. Ngày hôm qua thì Thanh có lên một cái lô cá gửi cho một cái anh khách ở bên Mỹ, và sáng nay thì Thanh sẽ lựa cá cho những anh khách đã yêu cầu Thanh lựa những cái cặp cá giống. Và có một em ở bên Hàn Quốc và kêu lựa những cái cặp cá Koi Nemo Cooper như những cái cặp cá mà Thanh ship đi Mỹ. Thì sáng nay Thanh sẽ lựa đây các bạn. Nhân tiện thì Thanh làm clip cho các bạn xem những cái cặp cá nó chất lượng ra sao, nó như thế nào các bạn nha. Trước mặt của các bạn đây là cái cặp Koi Nemo Cooper Galaxy Gold, và đây là em cá trống này các bạn. Màu sắc rất là tốt các bạn nha. Đây, Thanh lựa tương đồng so với cái cặp cá mà hôm qua Thanh ship đi Mỹ đó. Từ em cá máy đến em cá trống các bạn nha. Ở đây thì Thanh lựa cá theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng yêu cầu Thanh lựa những cái cặp cá như thế nào, Thanh sẽ lựa những cặp cá như thế đấy các bạn nhé. Và trên kênh BVT khám phá sở thích đó thì Thanh có up những clip về những cái em cá và có từng cái mã số trên những cái cặp cá đó luôn. Nếu mà các bạn nào quan tâm thì cứ việc inbox cái mã số cho Thanh đi, Thanh sẽ lựa những cặp cá tương đồng. Thì những clip đó thì Thanh sẽ up lên. Và nếu các bạn nào đến sau đó không còn cá nữa thì Thanh sẽ lựa tương đồng các bạn nhé. Đây là cặp cá cực kỳ chất lượng luôn các bạn, từ trống lấn máy các bạn nha. Đây các bạn, chiếc mảnh nhỏ của các bạn, đây là cặp cá mã số 02, đây là cặp Koi Yellow Galaxy Gold Cooper, và đây là em cá trống nè các bạn. Form cực kỳ đẹp các bạn nha, đuôi đê, đuôi móc ha, kỳ trên vây dưới, đuôi rất là to, màu sắc rất là tốt ha, Galaxy thì dày, giáp dày, và bên trong là em cá máy nè các bạn. Thì hôm nay Thành sẽ quay cho tất cả các bạn gồm có 10 cặp cá giống các bạn nha. Cái tiêu chí cá giống thì tơ sung zin là có thừa các bạn nha. Ở đây Thành anh nói với những cái cặp cá giống thì cái tiêu chí đặt ra rất là cao, tơ sung zin không cần quyết, thì cái đó là cái điều tất nhiên các bạn nha. Và cái giá của nó thì sẽ cao hơn những cái cặp cá bình thường, cá trung bình là cái điều hiển nhiên rồi các bạn, bởi vì cá giống mà. Ở đây thì Thành anh chia sẻ cá giống rất là nhiều, và anh em đem cá giống về trải nghiệm ép ra thì cho kết quả rất là cao các bạn, rất là tốt luôn, và cũng rất là đáng mừng cho anh em có feedback lại cho Thạch Anh đó. Thì những em cá về làm việc rất là tốt ha. Đây là em cá máy nè các bạn, em cá máy bụng căng trứng nha, full màu thì chưa đâu các bạn nha. Đó, bụng đã căng trứng, các bạn ép một cái đi nó đẹp lên cho mà xem. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của các bạn đây là cặp số 3, tiếp tục là cặp Koi Yellow Galaxy Gold Cooper các bạn nhé. Và cái thể loại này thì Thạch Anh không có bán cá bầy các bạn ha. Thể loại này thì Thạch Anh chỉ form để phục vụ cho anh em đam mê, anh em biết chơi. Đây là cái thể loại cao cấp trong cái dòng Koi, nhất là Koi Yellow Galaxy Gold Cooper. Thì cái thể loại này thì mình chơi để bàn làm việc, chơi phong thủy rất là hay các bạn ha. Đây là em cá trống các bạn nhìn thấy, bộ đuôi full Cooper star đồng ha, và tay bơi của nó kìa, tay bơi của nó full vàng luôn các bạn. Và đây là em cá máy này, em cá máy thì Galaxy dày, bộ đuôi Cooper rất là mạnh, bụng căng trứng nha các bạn nha. Đó. Thì hôm nay Thạch Anh tiếp tục lên 10 cặp cá giống, nếu mà các bạn nào đang quan tâm thì cứ việc inbox cho Thạch Anh. Nếu mà các bạn nào đến sau những cái cặp cá mình ưng ý đã được chốt rồi thì các bạn cứ việc inbox cho Thạch Anh sẽ lựa tương đồng cho mình các bạn nha. Đây các bạn, chiếc mảnh nhỏ của các bạn đây là cặp cá mã số 04 các bạn nha. Đây là em Koi Nemo Galaxy Gold Cooper, và đây là em cá trống nè các bạn. Em cá trống cam vàng đỏ Cooper đồng, bộ đuôi star tia, form gấu rất là gắt các bạn nha. Và bên dưới là em cá máy đây, các bạn nhìn thấy cam vàng tươi các bạn nha, bụng căng trứng, dồi trứng đã xẻ xuống rồi. Thì như đầu clip anh em Thạnh đã chia sẻ cho tất cả các bạn đó, trong clip ngày hôm nay thì Thạnh quay theo yêu cầu của một số khách hàng yêu cầu, trong đó có một cái bạn khách ở Hàn Quốc. Trước đây thì bạn ấy đã lấy cá tại chạy cá Beta Thạnh cũng mấy lần rồi, và hôm nay yêu cầu Thạch Anh quay những em cá Koi Nemo Galaxy Gold ha, theo tông cam vàng tươi này để phục vụ cho ảnh. Thì đây các bạn, đây các bạn nhìn thấy những em cá cực kỳ chất lượng chưa. Thì dự kiến là trong cái lô này Thạch Anh sẽ quay cho tất cả các bạn xem gồm có 10 cặp cá các bạn nha. Và 10 cặp cá này là tiêu chuẩn cá giống ha. Nếu mà các bạn nào đang quan tâm về những cái em cá, những cái cặp cá này thì các bạn cứ việc inbox cho Thạch Anh, Thạch sẽ lựa cho mình. Tiếp tục là cặp Koi Nemo Galaxy Gold theo tông cam vàng các bạn, và bên đây là em cá trống nè các bạn nha, đầu tròn form gấu, mình đuôi star rất là đẹp các bạn. Đây và đây là em cá máy nè các bạn, cam vàng tươi luôn các bạn nha.
Đó, Galaxy thì không còn chỗ nào để mọc, giò trứng ở bên dưới nó đã xệ xuống rồi các bạn thấy không? Đó, một cặp cá rất là sáng các bạn. Đây các bạn, chiếc mạng nhỏ của bạn đây là cặp mã số 06 các bạn nha. Đây là cặp coi Zalo Galaxy Gold Cooper cực kỳ nét và cực kỳ chất lượng luôn các bạn. Cái lô này thì thằng anh chưa có định quay các bạn nha. À, cái lô này thì thằng anh chưa có định quay, tuy nhiên hiện tại thì một số anh em yêu cầu thằng anh quay những cái cặp cá giống. Và sáng nay thì thằng anh có một cái bạn khách ở bên nước ngoài cũng yêu cầu thằng anh quay những cặp cá giống để cho em ấy lựa chọn. Thì cái lịch bay các nước thì thằng anh có update lên trên Facebook. À, cái lịch bay của từng các nước, anh em Việt Nam ở nước ngoài hoặc là những anh em ở nước ngoài cần thì cứ việc liên hệ cho Thạch Anh. Thạch Anh sẽ tư vấn cho mình nhận cá đúng thời điểm các bạn nha. À, đây là cặp mã số 06 và đây là em cá trống đây các bạn. Cực kỳ nét và cực kỳ chất lượng chưa các bạn. Em cá trống nó vàng ươm à. Galaxy Gold đều hết cơ thể của em nó luôn. Bộ đuôi đê rất là to. À, quay trên kỳ dưới cũng rất là to. Và bên này là em cá mái nè các bạn. Em cá mái thì Galaxy bọt dày. Ha, bụng căng trứng, những em cá này thì các bạn về các bạn ép được luôn các bạn nha. Nãy giờ thì anh em nhà Thành Sóc Trăng lên coi Zalo với Nemo Cooper nhiều quá, thì anh đổi tông một chút xíu các bạn nha. Chiếc mã nhỏ của các bạn đây là cặp coi Get Galaxy Gold Cooper các bạn nha. Đây nó đỏ ao à, các bạn nhìn thấy cái bộ đuôi của nó kìa, cái bộ đuôi của em cá trống nè, super star luôn các bạn nha. Và nguyên cái bộ đuôi của nó là Cooper, dãy Cooper lên rất là dày đó. Em này thì để cho nó ép một cái nữa ha, nó ra nó đậm màu cho các bạn xem nó đẹp cỡ nào. Rất là đẹp các bạn nha. Và bên trong là em cá máy đây các bạn. Đó. Tơ sung zin là có thừa các bạn nha. Tiêu chuẩn giống của thằng anh lúc nào cũng phải tơ sung zin và không cần quyết các bạn. Tiếp theo đây là cặp mã số 08 các bạn nha. Đây tiếp tục là cặp coi Get Galaxy Gold. Đó, và đây là em cá trống này các bạn. Các bạn nhìn thấy cái bộ đuôi của nó không? Bộ đuôi của nó cực kỳ đẹp các bạn nha. Bộ đuôi star. Đó. Dãy Cooper Galaxy Gold màu đỏ tươi. Em trống form rất là tròn các bạn. Và đây là em cá mái này các bạn. Em cá mái thì Galaxy không còn chỗ nào để mọc các bạn nha. Bộ đuôi thì Cooper rất là dày. Bụng đã căng trứng các bạn. Đây một cặp cá rất là nét, rất là đẹp các bạn nha. Thì trong mỗi clip thì anh chỉ lên cho tất cả các bạn gồm có 10 cặp thôi các bạn. À, nếu mà các bạn nào đang quan tâm về những cái cặp nào, mã số nào thì cứ việc inbox cho anh, thành sẽ tư vấn cho mình nếu mà còn. Còn không còn thì anh sẽ lựa tương đồng cho mình các bạn nhé. À, thì ở đây thì anh có cá bầy, cá sĩ cửa hàng, cá phom, học sinh sinh viên và cá giống. Có rất là nhiều loại cho tất cả các bạn lựa chọn nha. Các bạn thích thì cứ việc inbox cho Thạch Anh. Tiếp theo đây là cặp mã số 09 các bạn nha. Nó đẹp cũng như là cái số của nó luôn các bạn. Và đây là em cá trống này. Cực kỳ to, cực kỳ đẹp và Galaxy đồng, Cooper đồng. Và Galaxy Gold Cooper đồng cực kỳ nét luôn các bạn nha. Các bạn nhìn thấy cái độ tơ của nó nè. Nó rất là to các bạn nha. Và hiện tại này nó full màu, còn đậm màu thì chưa đâu. Đây là em coi Get Cooper, siêu Cooper luôn. Dãy Galaxy Gold Cooper đồng lên khắp cơ thể luôn các bạn nha. Và mấy bên trong là em cá máy nè các bạn. Em cá máy tông sẹt thông với em cá trống luôn. Rất là to các bạn nha, em cá máy này đẻ trong khoảng cá ngàn trứng á. Đây, em máy rất là to nha. Dãy Galaxy Cooper đồng nó lên tương tự như là em cá trống luôn các bạn. Cặp cá cực kỳ nét và cực kỳ quyết nha. Cái gì nó cũng to các bạn nha. Tiếp theo đây là cặp mã số 10 và đây cũng là cặp cuối cùng trong cái lô mà Thanh chia sẻ 10 cặp cá giống trong ngày hôm nay các bạn nhé. Thì trong cái lô này thì gồm có coi Get Cooper, coi Nemo Cooper và coi Yellow Cooper, Galaxy Gold, tất cả đều là Galaxy Gold các bạn nhé. Những cặp cá này là những cặp cá tiêu chuẩn giống. Nếu các bạn nào đang quan tâm hoặc là những các bạn nào đến sau những cái cặp cá của mình ưng ý đã được chốt rồi thì các bạn cứ việc inbox cái mã số thằng anh sẽ lựa tương đồng cho mình các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ beta thằng anh Sóc Trăng các bạn nhé.
Beta Thạch Anh Sóc Trăng, BBT Khám Phá Sở Thích. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.